Dành cho các anh chị nào yêu thích một cái nơi mà vừa mát mẻ, vừa gần sông mà lại có giá thành rẻ thì đây sẽ là một trong số những cái lựa chọn mà anh chị có thể tham khảo được nha các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản, và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với thành phố Thủ Đức trên mặt tiền con sông Tắc để chúng ta đi đến một cái dự án có tên là khu du lịch BCR. Thì đây là một cái khu dự án khu dân cư cộng với khu du lịch nằm trên mặt tiền đường Tam Đa thuộc phường Tam Đa thành phố Thủ Đức. Thì ở đây là một trong số những cái nơi mà có giá thành bất động sản nói chung so với mặt bằng chung của thành phố Thủ Đức thì khá là rẻ, mức giá dao động trong khoảng tầm 3x cho đến hơn 4x, nghĩa là hơn 30 triệu đến hơn 40 triệu đồng trên một mét vuông. Thì các loại sản phẩm ở đây thì có những sản phẩm có sổ và những sản phẩm chưa sổ, có những sản phẩm mà xây dựng theo mẫu cũng như có những sản phẩm mà xây dựng tự do. Thì cái mức giá của cái dự án này nó dao động trong khoảng từ trên dưới 4 tỷ trở lên. Các loại sản phẩm ở đây thì nó sẽ có ngang 5 với diện tích là 80 mét vuông hoặc là ngang 6 20, rồi các loại sản phẩm biệt thự nữa. Thì đây là một trong số những dự án mà Tùng ấn tượng với nó về cái mức độ cây xanh nhé. Cây xanh trong này có rất là nhiều luôn, đặc biệt là vào những cái mùa mưa, mùa nắng như thế này mà chúng ta đi vào những cái khu dân cư mà có rất là nhiều cây xanh như thế này thì nó cực kỳ mát luôn. Đấy, và khu này là một trong số những cái dự án hiếm hoi mà có cái lượng cây xanh cực kỳ nhiều luôn các anh chị. Vào trong này chúng ta nhìn thấy giống như chúng ta đang đi ở trong một công viên lớn chứ không phải là trong một khu dân cư. Anh chị có thể thấy là trên màn hình đây là rất nhiều cây xanh ở khu vực này. Và cái dự án BCR này thì được viết tắt là dự án gì? Boat Club Residence. Một cái tên rất là hay, nếu mà nói là rất là hay luôn. Và ở trong này thì nó có một khu du lịch, nó khu du lịch BCR. Thì thời điểm hiện tại ấy, vào năm 2023 thì Tùng thấy rằng là khu du lịch này thì hiện tại đang đóng cửa. Lý do chính xác thì theo Tùng đoán ấy, thì có thể là vì trong cái giai đoạn này á, là cái giai đoạn mà thị trường khó khăn và cái người đi du lịch thì họ ít đi du lịch trong những khu vực này, đâm ra là cái lượng khách thì nó không có đủ để mà vận hành khu du lịch này, cho nên là đơn giản là các chủ đầu tư ở đây thì họ sẽ ngừng cái khu du lịch này. Và ở đây thì nó có cả trạm xe buýt nhé, trạm xe buýt từ trung tâm đi về khu vực này luôn, rất là thuận tiện để đi qua khu này để vui chơi, nhưng mà hiện tại tạm thời là đóng cửa. Nói về dân cư thì trong khu vực này thì Tùng thấy là dân cư còn khá vắng, nhưng mà nếu mà nói bảo là không có người ở là không đúng, bởi vì trong này cũng có những cái nhà họ đã ở trong khu vực này rồi. Về hạ tầng giao thông thì cũng khá là tốt, đây là một cái dự án có quy hoạch 1/500 và có cái đường vào cũng khá là thuận tiện, bởi ngay mặt tiền đường chính là đường Tam Đa. Về cái khu du lịch này thì anh chị có thấy rằng đây là một cái dự án mà có mặt tiền là mặt tiền sông Tắc, và bên hông của nó là sẽ có một cái sông nhánh nữa nằm ở ngay bên hông, cho nên là cái dự án này nó gần sông thì nó đã mát rồi, mà trong đó khi đó là chúng ta có thể nhìn trên màn hình flycam với cái lượng cây xanh ở trong cái khu này cực kỳ nhiều luôn. Đấy, cho nên là nếu anh chị nào yêu thích cây xanh, yêu thích sự mát mẻ thì đây sẽ là một cái lựa chọn rất là tốt. Nhưng ngược lại thì nó sẽ có những cái điểm yếu gì? Thứ nhất là cây xanh là một điểm yếu, một cái điểm ưu điểm mà cũng sẽ là một cái nhược điểm. Ưu điểm ở đâu? Ưu điểm trong mùa khô. Mùa khô của miền Nam của chúng ta thì cái nắng hàng ngày luôn, cho nên là nếu nơi nào có cây xanh, nơi đó sẽ mát mẻ hơn, sẽ tuyệt vời hơn. Nhưng mà vào mùa mưa thì sao? Nếu có nhiều cây xanh thì tất nhiên nó sẽ đi theo là cái độ ẩm cao. Mà độ ẩm cao thì anh chị có thể thấy, tưởng tượng là nó sẽ hơi khó chịu trong mùa mưa một chút xíu, bởi vì nó luôn luôn đường xá thì ướt và dễ mọc rong rêu. Đấy, thì đây là một cái khu vực mà có lượng cây xanh lớn ngay mặt tiền sông, có ngay cả khu du lịch bên trong này luôn. Thì nhưng mà nó lại có một cái vấn đề, đó là cái vị trí của nó thì nằm khá là xa so với khu vực trung tâm, mặc dù là có cả bến xe buýt nằm ở trong cái khu này luôn. Đó, mặc dù là nằm ở với cái vị trí của nó cũng không đến nỗi quá xa, nhưng mà ở trong những năm vừa qua thì cũng không có quá nhiều người về đây để chọn lựa khu vực này để mà sinh sống, cho nên là cái mức giá thành bất động sản ở cái dự án này Tùng thấy là nó cũng chưa có cao như các khu vực khác. Các khu vực khác thì các dự án 1/500 mà anh chị sẽ thấy các khu vực khác của quận 9 ấy, thì hầu hết nó sẽ mức giá đất nền của nó sẽ dao động trong khoảng tầm từ 45 đến 50, hơn 50 triệu đồng.
Đó, và khu vực này thì nó dao động trong khoảng tầm từ 35 đến khoảng 45 triệu đồng trên một mét vuông. Đấy, vậy cho nên là nếu như anh chị nào mà yêu thích các loại sân vườn thì anh chị có thể về đây anh chị mua một cái miếng đất lớn một chút xíu mà chúng ta làm cái nhà sân vườn ở cái nơi mà khác rất là thoáng mát như này cũng là một cái lựa chọn tốt, phải có thương không đấy anh chị. Nhưng mà nếu mà anh chị đi mà làm việc tại trung tâm mà đi về hàng ngày á, thì cái đây sẽ không phải một lựa chọn tốt dành cho các anh chị. À, đây chỉ dành cho các anh chị nào mà thực sự chúng ta rảnh rỗi về thời gian nhiều hơn và chúng ta sẵn sàng bỏ đi những cái sôi động, những cái náo nhiệt ở trung tâm để chúng ta đi về những cái khu vực này, tìm những cái nơi mà yên tĩnh, vắng vẻ, mát mẻ, thì đây sẽ là một số trong số những cái lựa chọn anh chị có thể quan tâm được. À, bởi vì những cái dự án mà nằm ở mặt tiền những con sông lớn ấy, thì nó không có nhiều đâu thưa anh chị. À, chỉ có một số cái dự án mà có quy hoạch rõ ràng chuẩn chỉ 1/500 mà mặt tiền sông mà thôi. À, còn đối với anh chị là tầm tiền tài chính thấp ấy, thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm những cái dự án mà nằm gần con sông Tắc, mặt tiền sông Tắc cũng có. À, và cái những cái sản phẩm đất nền ở 50-60 mét thì khoảng dao động trong khoảng tầm 2 tỷ 4, 2 tỷ 7 là anh chị cũng có thể mua được rồi. Đấy, còn những cái sản phẩm này thì nó dành cho các anh chị mà có tầm tài chính cao hơn hoặc là rất là cao thì mới có thể về đây được. Đấy, bởi vì cái sản phẩm ở đây có cái mức giá thành so với mặt bằng chung thì nó cũng không phải là rẻ, cho nên là cái việc mà người dân về đây có khả năng tài chính mà về đây thì cũng không phải là nhiều, và cái việc mà nó không nằm quá gần trung tâm ấy, thì đó chính là cái vấn đề là khiến cho cái khu này hiện tại cũng chưa có nhiều người về ở. Bởi vì đơn giản là những cái người mà có khả năng mua dao động trong khoảng tầm trung bình nhé. Khu vực này nếu mà các bất động sản đất nền ở đây thì nó dạng trung bình, là mức giá của nó sẽ dao động trong khoảng tầm từ 6 đến khoảng hơn 10 tỷ. Thì để 6 đến 10 tỷ tất nhiên là xây dựng nhà rồi làm tiện ích để ở, hoàn thiện một căn nhà thì nó sẽ mất khá là nhiều tiền. Và những cái người mà có cái tầm tài chính như vậy thì tất nhiên họ sẽ có nhiều cái lựa chọn để họ có thể lựa chọn những cái nơi mà ở mà gần trung tâm hơn, thuận tiện công ăn việc làm của họ hơn. À, tốt hơn. À, và những khu vực này thì nó sẽ tập trung cho những anh chị nào thích ở những cái nơi gọi là vắng vẻ hơn, chúng ta đi về một cái nơi vắng vẻ, đi về một cái nơi mà có nhiều cây xanh hơn, và không cần nhiều người trong sinh sống trong một cái khu vực. À, nghĩa là chúng ta có một cái độc lập không gian ấy, thì đây sẽ là một cái lựa chọn, bởi vì không phải ai ai cũng thích cái sự ồn ào náo nhiệt, không phải ai ai cũng thích là phải ra khỏi cửa là có ngay cái tiện ích, phải có ngay quán cà phê, có ngay một cái quán phở để mình ăn, mà cũng có những người họ sẽ thích ở những cái nơi biệt lập hơn, ăn uống ở có thể cách nhà 1-2 cây số không vấn đề gì cả, nhưng mà cái không gian của gia đình họ, ngôi nhà của họ phải có sân vườn, phải rộng rãi và phải yên tĩnh, thì khu vực này có thể sẽ là một cái lựa chọn không tồi dành cho họ. Đó, thì bởi vì trên cái mặt tiền con sông Tắc thời điểm hiện tại những cái dự án mà có quy hoạch rõ ràng 1/500 thì nó không có nhiều, và cái khu vực này anh chị có thể thấy rằng là cái người dân thì họ cũng xây dựng được cũng khá khá nhà trong này, không đến nỗi vắng vẻ. Và trong khu này là có khu du lịch đấy, cho nên là sau này khi mà khu du lịch nó hoạt động trở lại thì nó cũng không đến nỗi gọi là quá vắng vẻ, mà nó vẫn có cái sự ồn ào cũng như là sự yên tĩnh dành cho các anh chị mà nằm ở phía trong. Còn các anh chị mà thích sự ồn ào náo nhiệt thì chúng ta đi ra ngoài phía ngoài ngay chỗ mặt tiền sông là có khu du lịch nằm ở ngay khu vực đấy. Đấy, thì đây là một trong số những dự án mà ngày xưa thì có thể là sẽ hứa hẹn nó trở thành một cái dự án nổi bật, nhưng mà vì cái sự tốc độ đô thị hóa của khu vực quận 9 nó chưa có đủ nhanh, cho nên là khiến cho cái những cái dự án như thế này á, là sau rất là nhiều năm thì thời điểm hiện tại là nếu mà đi vào thì chúng ta sẽ thấy rằng là cũng có một số nhà lớn đã xây dựng ở đây, nhưng mà cũng có một số nhà họ xây dựng hoặc họ mới làm cái phần móng là họ phải bỏ lại, hoặc là cũng có một số nhà đã xây dựng rồi và họ không có cái nhu cầu họ ở đây mà họ quay trở lại về trung tâm, bởi vì cái việc mà đi lại giữa khu vực này và trung tâm nó không được thuận tiện lắm. Nhưng mà dù gì thì Tùng vẫn có thể nói với anh chị rằng đây là một trong số những cái dự án mà Tùng thấy cũng khá là ok, dành cho anh chị mà yêu thích cái dạng sản phẩm diện tích lớn rồi giá thành tốt hơn so với những khu vực khác. Bởi vì anh chị cũng có thể thấy rằng là đối với các loại sản phẩm đất diện tích lớn ấy, mà anh chị đi vào khu vực trung tâm, gần trung tâm, khu vực quận 9 giáp quận 2 hoặc là quận 2 hoặc là các khu vực trung tâm, thì bây giờ mức giá thành nó rất rất là cao luôn.
Thì cho nên là để có khả năng mà sở hữu một miếng đất lớn ở Sài Gòn cũng như là có cái không gian xanh sạch thì có thể đây sẽ là một trong số những lựa chọn. Và sau này như khu vực Tam Đa hình thành và phát triển lên thì những cái khu vực như thế này nó cũng sẽ tăng giá theo cái khu vực Tam Đa mà thôi. Và đây là những cái hình ảnh mà Tùng muốn cập nhật với anh chị về khu vực khu dân cư BCR của khu vực quận 9. Cảm ơn quý vị các anh chị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các anh chị trong video clip lần sau.